Đi. Rồi phải. Ba Mạc xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Ba Mạc nha. Bây giờ mình đang đi từ trong đường Dương Quảng Hàm, rồi mình ra đường Nguyễn Thái Sơn, quẹo phải đường Nguyễn Thái Sơn để mình lên cầu, lên cầu sắt này. Để mình đi qua bên kênh Thành Lương cái gói xe lắp 10 nha cả nhà. Mình cập nhật cái gói xe lắp 10 của cái kênh Thành Lương cả nhà cùng xem nha. Một thời gian rồi không có đi quay, giờ mình đi quay lại thì mình sẽ cập nhật tình hình cho cả nhà cùng xem. Đây là cầu An Phú Đông nha cả nhà ơi. Đây là mình đang đi từ Gò Vấp qua cầu An Phú Đông để mình qua quận 12 nha. Đây cầu sắt An Phú Đông đây. Qua cầu sắt này là qua tới qua quận 12 tiếp. An Phú Đông này nó giống như một cái bán đảo vậy cả nhà. Ba mặt nó là con sông rồi. Đang sơn sửa cầu, bảo dưỡng cầu, có mấy công nhân. Để phải chạy tí xíu thì bắt đầu quay ngược lại. Để coi xe này kia. Rồi phải từ từ xuống cầu. Nói bây giờ ra đây là ở đây là gói xe lắp không người cả nhà ơi. Cải tạo kênh Thăm Lương Bến Cát gạch nước lên. Ở đây cái này đang khoan để gia cố thì khoan lớn rồi không? Mấy cái lỗ khoan bự trà bá hết luôn, khoan thăm dò địa chất thôi. Còn ở đây cái đóng cọc đây để đóng xa xa đằng kia mấy cái đó làm cái đập ngang đó vậy thôi. Quá trời, ba chiếc xà lan và ba chiếc cẩu, hai cẩu xà lan, một cẩu trên bờ. Còn đây là một cái máy khoan dò địa chất, nó gọi quay đầu lên đó. Qua bên kia đi, lui lên. Ừ, quay đầu lại luôn. Ừ, đây là cầu sắt chạy theo bên tay phải chạy lên. Đang chuẩn bị khoan tiếp về bơm nước đường. Lên. Đường này là dừng lại nha.
dừng lại nè, đâm thẳng ra tới quốc lộ luôn nè, quốc lộ A. Rồi, ngoài bên tay trái. Cái xe lốc cũng cái này đổ đổ cái kè luôn rồi nè. Bên tay trái đang đổ kè cả nhà. Hạ tầng thì chưa làm. Lốc cọc đổ vào kè đây. Con đi được gống gống nước cực bự qua nhà bá luôn. Không có bây giờ này chắc gống này chắc gống 300 quá. Nước nước cục bóng ra đó. Rồi trong cống trong khu dân cư nè, dù phải có máy bơm á. Khu đông mà giống như bán đảo mà này nó ngập nước đúng không? Trước nó đóng là có được 3 tập kết và cái cọc quá trời luôn rồi. Bên tay phải đổ muôn thở, bên tay trái là mang cái cọc hình chữ V. Này lán công trình. Cái gì? Chú nói gì? Chưa quê quá. Nó đóng rồi, nó đóng cặp vào xong đó. Lúc này là chưa đóng. Tập trời, tập trung cọc đây quá trời luôn. Nguyên cái tiếng cải tạo này, ba cái đóng cọc này, mấy cái gói kia là đa số là nhà thầu Thanh Tấn nó trúng, còn chỉ có cái đoạn gói xe lắp 010 này á là như Sigo ăn trúng. Mà chạm trộn cái đông tại chỗ luôn. Gối đổ cái này trước mặt hết nha, là chạm trộn bê tông. Rồi mấy anh shipper nó qua tới bên này luôn, này vắng rồi, mấy anh giao hàng qua tới bên này luôn. Đây cái nhà chạm cái dầu bê tông để đổ mấy cái gối cống, mấy cái nắp cống, mấy cái nguồn thở, mấy cái nắp nguồn thở. Thank you.
này nó đưa mặt bằng dời ra, sang lắp mặt bằng cái trên đọc ghê à. Ở đây cái máy này chắc khoan thăm dò địa chất nữa quá, hay là khoan để đóng cọc nữa. Dự án cái kênh này chạm bơm cống cống ngăn chiều bản thông tin công trình tham lương bến cá rạch nước trên nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Trường Đai đến sông Sài Gòn bờ tả, chiều dài là 8 cây số. Ở đây. Còn tiếp tục đi. Đây. Hả? Thôi đi đi đi. Sau này hoàn thiện xong là ở đây trên này nó làm một cái con đường nữa rồi đó. Con đường cặp bờ sông là 7 đến 12 mét. Tha hồ chạy. Họ đất đem từ chỗ khác đổ ở đây, chắc cho mấy cái gói khác nó dư đâm đổ ở đây, mình thì phải là nguyên cái dàn cọc, nguyên cái dàn cọc cọc từ quê. Đổ đất lấp đây để nó lấn dần cái bờ này ra cả nhà, cái bờ này nó đang nhỏ. Chạy đi bà lo, chạy đi. Ở đây mấy ổ gạo vôi bự bự không này, sau này làm đường này đợi cho nó chạy cho em thay đổi bộ mặt cái bên này, bên kia xong rồi gọi dắt nhìn thấy nó khác biệt liền. Qua đây thì nhìn thấy nó giống như mà đất hoang vậy. Thank you.
khúc đầu tiên giáp sông Sài Gòn đã làm nhiều cho khúc đằng này chưa có gì làm nhiều cả nhà. Giờ có xe lốc không rồi nè, cái này chắc nó nước là theo tiến độ chung không biết xong nổi không, khó à. Nãy lấn ra nè, để trái đá nó vương vãi xuống để nó vô hài cái con đường. Tính ra khu này lấn ra xa ghê ha, ở chừng 20 mét đó nè. Phải lấn ra 20 mét, 30 mét kìa. Đây là một máy khoan nữa, khoan thăm dò thì chất nữa, những hàng là khoan đây đóng cọc. Ra máy khoan này lương chứ bộ. Cao có 20 mét, 20 có 30 mét. Để ông bước ra trước đi. Trồng rau đây, còn đất nông nghiệp trồng rau.
cái đất khô cát dư giờ đem về đây lấp đã nó rộng đường này à. Thì bên này nói dù sao nó cũng là quận 12 mà giờ thì nhìn thấy nó hoang sơ rồi, chứ vài năm nữa sau khi cái bờ kè này xong thì con đường hình thành lên thì bắt đầu lưu lượng xe cộ đi tới đi lui được, người khác nó khác biệt liền gì đâu. Giờ này thì nó nhìn thấy nó quan quá vậy thôi, chứ vài năm nữa thì biết liền gì sao. Cuối đường đi lẹo đi ra sắp tới cái ra tới trên đường đầu đường bên kia rồi, hết sắp hết cái dự án rồi khúc này rồi, không đi ra luôn thẳng luôn, vừa phải ra đường nhựa đây luôn rồi. Video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye, see you again. Lời tắt.